Francisco nói, với cha, các con thực sự là những người có ảnh hưởng. Xã hội chúng ta có rất nhiều người có ảnh hưởng. Tuy nhiên, đối với chúng tôi, người có ảnh hưởng thực sự chính là các con, vì các con lan truyền niềm vui và thanh thản cho toàn thế giới. Bằng lời lẽ giản dị và sâu lắng, các con đã gửi đến cho chúng tôi thông điệp về những điều tốt đẹp mà Chúa Giêsu dành cho cuộc sống chúng ta. Chúng tôi cũng muốn được như thế, là người có ảnh hưởng đến niềm vui để nói với mọi người về Chúa Giêsu yêu thương chúng ta. Chúa Giêsu là hạnh phúc của chúng ta. Đó là lời Đức Francisco nói với Hiệp hội Hành động Công giáo Trẻ Em ACR, một hiệp hội được thành lập ở Bologna năm 1867. Một số đại diện được Đức Francisco tiếp kiến trong buổi tiếp kiến truyền thống mừng lễ Giáng sinh. Một đại diện các em nói, trọng kính Đức Thánh Cha, xin Cha cho chúng con lời khuyên cần thiết để giữ động lực chúng con luôn được sinh động và lây lan niềm vui cho các bạn chúng con. Chúng con cam kết cùng với Cha chiến đấu cho một tương lai nhân bản hơn bằng cách bỏ qua một bên những chuyện phù du, quý trọng những nét đẹp nhất của chúng con, kinh ngạc trước tạo dựng, niềm vui của tình bạn, lòng tin vào người anh em và vào Chúa. Chúng con cam kết kết thúc trong hòa bình, vì đó là khẩu hiệu hòa bình của tháng sắp tới. Vì chúng con muốn hàn gắn những giọt nước mắt, những chia rẽ làm tổn hại mối quan hệ của chúng con. Chúng con ý thức để hiện thực hóa mong muốn này, chúng con phải học chia sẻ trong kiên nhẫn, tận tụy và quan tâm để sống tốt hơn, đóng góp vào công cuộc phục vụ hòa bình lâu dài. Đại diện các em tiếp tục, ngày nay cùng với chúng con cũng có các bạn trẻ và thanh thiếu niên đang sống trong nỗi cô đơn đau đớn vì vấn đề gia đình, vì quan hệ rạn nứt, vì lòng tin bị phản bội. Cùng với họ, chúng con xin Cha lời cầu nguyện và lòng can đảm tiến tới để sự hiện diện và tình bạn của chúng con thắp sáng bóng tối đau khổ của họ. Nụ cười của Cha luôn lấp đầy trái tim chúng con, giống như các nhân vật trong máng cỏ được ngôi sao chỉ đường. Cha cũng tỏa sáng trong cuộc sống chúng con để soi sáng con đường chúng con. Những cử chỉ và lời nói của Cha là tấm gương cho chúng con. Được Chúa Giêsu hướng dẫn, chúng con có thể tin vào lòng quảng đại của mình trong việc giúp đỡ những người khốn khó nhất, nhỏ bé nhất trên thế giới này. Chúng con xin cảm ơn Cha vì trong suốt 2 năm đại dịch này, Cha đã luôn hiện diện trong cuộc sống chúng con với những lời hy vọng và động viên để chúng con đối diện tốt hơn với khoảnh khắc thử thách này và tìm thấy một cái nhìn mới về nhau. Các em trong Hành động Công giáo Trẻ Em đã tặng Đức Francisco món quà là các túi ngủ và đồ dùng chăm sóc vệ sinh cá nhân để Ngài tặng lại cho những ai đang cần, những người luôn cảm nhận được lòng bác ái của Ngài.